Ngày 26 tháng 3, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ hai đối tượng trong chuyên án truy xét mang bí số CG03 để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Đây là hai đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ cướp túi sách và dây chuyền của người đi đường trên tuyến đường DTT 609, gây hoang mang dư luận thời gian qua. Qua điều tra, công an đã bắt giữ đoàn Ngọc Lâm, 20 tuổi và Võ Văn Cảnh, 21 tuổi, cùng trú thôn Hòa Tây, xã Đại Nghĩa. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp giật túi sách và dây chuyền của người đi đường. Số tiền có được, bọn chúng chia nhau tiêu xài. Khó khăn thì về công tác điều tra, khám phá án là có cái đối tượng thực hiện các cái vụ cướp giật từ sản ở địa bàn hầu hết tức là ở các cái địa bàn vắng ít người dân qua lại. Khi thực hiện xong hành vi cướp, Lâm và Cảnh còn đạp ngã xe nạn nhân té xuống đường rồi trốn thoát. Rất may bị hại chưa thiệt hại đến tính mạng. Theo Công an huyện Đại Lộc, thời gian gần đây, trên tuyến đường DT609 huyện Đại Lộc, đoạn qua các cánh đồng vắng ở hai xã Đại Quang và Đại Nghĩa, liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang dư luận. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng xe máy áp sát phụ nữ đi đường rồi nhanh chóng ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian xảy ra các vụ án thường vào ban đêm, nạn nhân hầu hết là phụ nữ đi xe máy trên tuyến đường này.